tống đi những cái xui xẻo không may mắn và đẩy đi những cái dịch bệnh. Đốt chưa gì hai, đốt chưa, tống chưa? Dạ, năm nay còn mong điều gì? Còn mong mua hay bán tích. Dạ. Gia đình thượng lộ bình an. Dạ. Từ sức gái tới gái. Được sức khỏe, sức khỏe chứ. Đó. Nãy giờ phát nước suối hả mấy chị? Phát 2.000 mấy thì nước 2.000 rưỡi thì nước rồi hả? Quá im rồi. Còn phát nữa không? Hay ngưng? Hết rồi. Hết rồi luôn rồi đó ha. Còn thấy con nước quá trời kìa, phát luôn đi. Kìa 7 úp C2 rồi kìa, phát luôn. Phát không? Cái đó. Tiễn, xua đuổi những tà khí, những điều xui rủi, tiễn biệt các cô hồn lang thang và dịch bệnh đi, gây ra cho qua những cái đoạn mà ông đứng ông múa đao và những cái hành động tay của ông quơ qua bên trái, quơ qua bên lại, bên phải, có ý nghĩa là thu gom thôi và thu phục tất cả các vong hồn ở khu vực ông đi. Đây sẽ lên cho ông Quang Bình xoa đầu nha. Bữa Trăng miền Tây xin chào buổi trưa bà con nha. Hiện tại Bữa Trăng miền Tây cùng với anh Cao Tùng, hai anh em lỡ bộ quá trời mệt luôn nè. Hai anh em đang trên đường đến miếu Âm Nhân của núi Sam, thành phố Châu Đốc. Thì hôm nay là ngày lễ Nghinh Ông, hay còn gọi là ngày lễ Kỳ Yên hàng năm. Năm nay là đặc biệt người cảnh sát giao thông người ta chặn, không có cho xe vào đi bộ một đoạn cũng khá xa. Bây giờ trong miền Tây quay lại quang cảnh cho bà con xem nha. Hàng năm thì phải nói là rất là đông, kẹt xe nên năm nay lực lượng chức năng người ta không có cho xe vào. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 15 tháng Giêng, gầm tháng Giêng nha bà con. Giờ này là cũng rằng là còn 10 phút nữa thôi, đến 12 giờ trưa rồi. Chắc chắn là sẽ có khán giả thắc mắc lễ hội Nghinh Ông ở trong đó, ở Châu Đốc là lễ hội như thế nào. Thì sau đây Bức Trăng miền Tây sẽ giới thiệu cho bà con biết nguồn gốc cũng như ý nghĩa của lễ hội Nghinh Ông. Phải nói là một lễ hội rất là quan trọng của người Châu Đốc. Trước khi biết được thông tin đó thì Bức Trăng miền Tây sẽ dạo một vòng miếu trước nha. Sau đó khi nào ông ra miếu thì Bức Trăng sẽ nói cho bà con biết luôn. Giờ này cũng rằng 12 giờ trưa rồi. Theo thông lệ thì 12 giờ trưa sẽ lên xác, ba ông sẽ lên xác và sẽ về xác. Đây giờ này là người ta chưa có lên. Năm nay chặn dây luôn rồi. Đó, còn ở ngoài kìa. Đây là một số hình ảnh bên trong miếu Âm Nhân. Thì theo lời bà con địa phương thì miếu Âm Nhân người ta còn gọi là miếu cô hồn. Đây là có những cái chiếc tàu nè. Theo nghi thức thì sau khi làm lễ xong thì những chiếc tàu này sẽ được thả xuống sông để tống đi những cái xui xẻo không may mắn và đẩy đi những cái dịch bệnh. Bên trong đây là đồ cúng nè. Đây là một số hình ảnh mà ông đã đi ra ngoài rồi đó, Bức Trăng miền Tây lúc nãy quay không được, chở vô đây quay cho bà con xem bên trong miếu. Đây là phần chính điện. Ủa không có đi theo đoàn của mấy ông hả cô? Không cô ơi. Dạ. Nhả đây rồi. Nhả đây luôn ha. Dạ. Năm nay người ta có thả mấy chiếc tàu không cô, hay để tượng trưng? Mấy giờ người ta mới thả? 3 giờ sáng tối nay ha. Dạ. Rồi mình làm lễ rồi mình thả xuống sông. À vậy là đốt hả cô? Vậy là đốt bỏ chứ không phải thả xuống sông. Đốt bỏ. Những hình ảnh này là ông đã đi ra khỏi rồi. Hiện tại ông đang đi dòng núi Sam, Bức Trăng miền Tây quay trở lại đây để quay cho bà con xem cảnh ở trong miếu thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trở lại đoàn xe của ông. Vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm, hàng ngàn du khách người địa phương sẽ có mặt tại chân núi Sam thuộc thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang
để dự lễ rước nghinh ông và cúng tống độc đáo. Lễ rước nghinh ông hay còn gọi là lễ rước ông Châu Sương ở núi Sam, phường núi Sam, thành phố Châu Đốc luôn thu hút rất đông du khách vào ngày rằm tháng giêng hàng năm bởi bề dày lịch sử và những nét độc đáo của lễ hội này. Châu Sương là nhân vật xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung, được miêu tả là người có hình dáng uy dũng, mặt đen, râu sờm, đại diện cho tính cách khí khái, trượng nghĩa. Ông là cận tướng trung thành của Quan Công. Theo tục lệ, một người dân uy tín tại địa phương sẽ được chọn để hóa thân thành nhân vật Châu Sương cùng hai người khác hóa thân thành Quan Công và Vân Quang Bình thực hiện nghi lễ từ lúc 12 giờ trưa. Sau đó, đoàn xe rước ba vị này sẽ tùy tùng gồm đội chống kèn quân lính hộ tống Quan Công, Quan Bình và ông Châu Sương đi vòng quanh núi Sam để ban phước cho người dân. Trên đường đi, Quan Công, Quan Bình, ông Châu Sương ngồi trên kiệu để sờ đầu trẻ nhỏ, người lớn nhằm xua đuổi bệnh tật cho sức khỏe và trí tuệ. Ngoài ra, một nghi lễ khác là ban nước thiêng cũng được thực hiện. Người tham gia lễ hội sẽ chuẩn bị sẵn những chai nước để Quan Công, Quan Bình, ông Châu Sương sờ vào xem như là ban phép màu nhiệm. Trong quá trình đi vòng quanh núi Sam, ông Châu Sương và đoàn tùy tùng sẽ làm nghi thức dẹp ma quỷ. Sau một loạt nghi thức và rước vòng quanh các con đường, ngõ xóm, đoàn rước chỉ kết thúc vào giữa đêm. Trên đường về, ông Châu Sương sẽ ghé qua miếu bà chú xứ núi Sam để làm lễ. Hoạt động dẹp ma quỷ trong lễ rước nghinh ông phản ánh mong ước của người xưa trong quá trình chinh phục vùng đất quanh núi Sam. Ngoài tục lễ rước nghinh ông, người dân quanh núi Sam còn tổ chức cúng tống vào ngày rằm tháng giêng. Trước cửa nhà của mỗi người dân đều đặt bàn hương án và chất gươm, lá khô, hành đóng để đốt sáng rực. Các gia chủ vừa cúng lại vừa rắc muối gạo, rượu vào lửa. Người dân nơi đây tin rằng lễ cúng tống sẽ tống tiễn, xua đuổi những tà khí, những điều xui rủi, tiễn biệt các cô hồn lang thang và dịch bệnh gây ra cho con người, rước cái may mắn vào nhà. Lễ rước nghinh ông ở núi Sam, tục cúng tống và các hoạt động vừa mang tính tín ngưỡng, vừa mang nét đẹp văn hóa địa phương, hàng năm đều thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. We'll be right back.
Hiện tại đoàn xe của ông đang được di chuyển dần và di chuyển rất là chậm luôn. Mấy anh bảo vệ và mấy anh công an luôn luôn túc trực để người dân không có chen vào khỏi dòng dây, sẽ xảy ra cái hiện tượng là đạp đổ với nhau, đạp đổ lên nhau rất là nguy hiểm. Phải giữ khoảng cách để cho đoàn xe di chuyển. Thì ông di chuyển xung quanh núi Sam một vòng, có thể là nếu nhanh thì 5-6 giờ chiều đến miếu Bà Chúa Xứ, còn chậm hơn có thể là 7-8 giờ tối. Điểm đến cuối cùng đó là miếu Bà Chúa Xứ. Bên cạnh ông Châu Sương thì người ta vẫn được mang những đứa trẻ và những chai nước thiêng đến với ông Quang Công và ông Quang Bình ngồi ở trên xe. Hồi năm ngoái Quốc Trang miền Tây có chui lên để ông Quang Bình so đầu của Quốc Trang miền Tây á. Đây đây nè, so đầu nè, ông sẽ so đầu. Hiện tại đoàn của ông đang chuẩn bị đến khu vực mộ cô Năm, cũng là một nơi thắp hương tâm linh rất là linh thiêng của núi Sam. Rất là nhiều bà con đang háo hức chờ ông đi ngang nè, để được ông ban nước thiêng và so đầu. Sẽ kéo dây và đoàn của ông sẽ di chuyển. Đây mình quay nha, đây là nhân vật của ông Quang Bình. Một chút xíu có cơ hội thì bố cho miền Tây leo lên cho ông Quang Bình so đầu. Năm ngoái ông Quang Bình cũng so đầu mình nữa. Rồi bây giờ bố cho miền Tây sẽ lên cho ông Quang Bình so đầu nha. Cảm giác thế nào? Năm nào cũng vậy, chỉ mong sức khỏe thôi, may mắn thôi. Rồi, quá êm quá êm. Hôm nay là ba anh em mình đang ở đây là anh góc nhà quê với anh Cao Khùng, anh Cao Tùng với Lóc. Đó tối ngày chơi gì không? Anh Cao Tùng với Lóc đó, nay ba anh em chơi khô máu luôn, quá trời nắng luôn rồi. Nè, anh cho tay quay cho bà con thấy góc này cho đen thui là bà con nha. Quá rất trời, ở ngày đi với em vợ ghét cái mặt đen vậy luôn bà con. Đâu có đi với anh em nữa, đâu đi với em vợ không à. Mấy sợi dây đỏ là đeo bùa. Mấy cái sợi dây màu đỏ người ta phát là người dân đem về đeo bùa cho mấy đứa nhỏ. Cầu bình an và sức khỏe. Quay mặt. Chạy xuống. Anh Quang. Hàng năm hàng sau là ông lại đi vào cái đường này ha chị. Sao? Biết không? Về nhà không ạ?
nhà của ông ở đây hả? Là sao? Là ngày xưa ông về ở đây? Ngày xưa là ông về sát lần đầu tiên ở đây, nên cứ hàng năm tới lễ là ông phải về đây. Ông vào nhà của mình ha. Dạ. Đây cái đường vào nhà của ông này. Ông đi vào nhà thăm nhà của mình rồi trở trở ra ha. Có biết là năm ông về là... Có biết là năm ông về sát ở đây là dạ, hiện tại là ở trong đây là cái miếu, là cái nhà. Dạ dạ, cái miếu nè. Dạ, ở hiện tại vậy là cái miếu nè. Dạ, vậy là hiện tại trong đây là cái miếu. Ông về cũng cả trên cái trăm năm rồi. Giờ chấp nhận nữa ha. Con thấy thường thường là mấy ông thường thường không biết là đến chỗ nào mà bất cứ chỗ nào mà ông đứng đó ông chậm chân là ông sẽ ghé vào à? Không có ghé, đứng trên xe à? Người ta lại. Thì bước trong bàn tay nói thêm cho bà con biết, có một số khán giả bình luận nói hoạt động này là hoạt động mê tín dị đoan, nhưng mà tại sao lại thu hút phải nói là trên hàng ngàn người dân ở thành phố Châu Đốc này, đặc biệt là những người con ở vùng núi Sam. Thì theo thông tin bước trong bàn tay biết á, ngày xưa vào những năm khi mà 75 á, thời gian đó thì người ta sẽ bài trừ hoạt động mê tín dị đoan, người ta không có cho thực hiện những một số nghi thức như là lễ nghinh nông. Nhưng mà ngay năm đó thì trẻ em ở khu vực nơi núi Sam bị bệnh và có những nói chung là có những cái điều không mong muốn, kể cả đến tính mạng. Ngay cái năm đó là người ta không có tổ chức, và sau năm đó thì người ta tổ chức trở lại để cầu bình an. Phải nói là một sự linh thiêng và sự màu nhiệm ở đây, nên người dân Châu Đốc rất là tin tưởng. Thành ra là cứ hàng năm, cứ đến ngày rằm tháng giêng là sẽ tổ chức lễ hội nghinh nông. Đây, bây giờ miền Tây chờ ông đi trở ra để quay cho bà con xem. Đây, ông chuẩn bị ra nha bà con. Thì chỉ có một mình ông vào nhà thôi. Còn ông Quang Công và ông Quang Bình thì vẫn ngồi trên kiệu để ban phước lành cho người dân. Thậm chí là dẫm đạp lên nhau luôn nha bà con. Rất là nhiều lực lượng bảo vệ và công an phải nhúng tay vào. Đoàn xe vừa di chuyển bà con cũng vẫn chạy theo để được ông xoa đầu. Em trai xin nhiều rồi xài hết không? Hả? Về cho gia đình hả? Rồi chị này phát nước cam hả? Cam miễn phí nè. Ồ, có nước cam luôn hả? Ồ, cho em một ly coi, quá ngon quá em. Lên YouTube luôn, lên YouTube luôn. Lên tới đây là khu vực nào rồi? Ở đây là khu vực ở đâu rồi? Phường gì rồi? Phường gì rồi? Phường núi Sam. À, vẫn còn ở phường núi Sam nha. Nó lên cái kênh gì vậy? Bước chân miền Tây. Ồ, quá trời nước cam luôn nè.
Rồi hello, mấy em trai là ở đâu, đến từ đâu? Em đến từ núi Sam luôn. Núi Sam à? Ờ, dân địa phương luôn hả? Dạ, nãy giờ được ông xoa đầu chưa? Dạ, được rồi. Đây là giới thiệu cho bà con những thế hệ trẻ ở núi Sam, cho anh biết cảm nhận của mình khi mình mỗi năm mình cứ tham gia cái lễ hội như vậy đó. Dạ. Tuy năm nào cũng diễn ra. Dạ, đúng rồi. Chú đầu được mạnh khỏe mà anh. Đúng rồi. Đúng là giống như một cái lễ Tết của người núi Sam mình đúng không? Dạ, đúng rồi. Ok. Rồi, đúng anh cũng vui lắm, năm nào cũng quay mà cũng thấy vui. Rồi anh em đi chung luôn. Rồi mình đi chung luôn. Rồi hello. Ôi có người đẹp cúng tống nữa nè. Tống hết chưa chị? Tống hết rồi. Tống hết rồi hả? Bỏ hết mấy ký vô đó rồi. Mấy ký muối. Rồi năm mới rồi. À rồi hello chị Đình luôn rồi, chúng mình lên luôn. Lên phim luôn. Lên toàn hình luôn. Cho em hỏi cái ý nghĩa của mình có làm gì không? Bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Rồi cho quay gia đình mình lên phim nha. À đó, đó. Nãy giờ phát nước suối hả mấy chị? Phát 2.000 mấy ly nước rồi. 2.000 rưỡi ly nước rồi hả? Quá im rồi. Còn phát nữa không? Hay ngưng. Hết rồi luôn rồi đó ha. Còn thấy còn nước quá trời kìa, phát luôn đi. Kìa 7 úp C2 rồi, cái phát có luôn. Phát không? Cái đó. Nó hỏi chủ quán. Cái đó ở đây nè. Có nước suối thôi nha. Mình gẹo chạy. Chạy còn C2 được 7 úp kìa, có phát không? Có phát cái đó không? Cái này là phát rồi đó. Hello. Dạ bà con mình đang ở đây là phường mấy rồi chị? Không phải người địa phương hả? Không phải người địa phương. Ở đâu đi? Long Xuyên nha. Rồi lên phim luôn. Được mấy ông so mấy cháu này hết chưa? So đầu chưa? Đang đợi. Rồi ông tới rồi. Đây chiếc xe phát nước miễn phí. Hiện tại là bước chân đang đến khu vực là chùa Tịnh Tâm. Một số bà con đang đứng chờ ông nè. Hello. Quá trời luôn rồi nè. Hello. Đây có nước nha. Bà nào quay cho anh em nè. Lên phim. Hello. Lên phim đây. Đó chụp hình luôn hả? Chụp hình luôn. Trời ơi. Ok. Mình ở núi Sam hết nè. Đúng rồi. Núi Sam mãi đỉnh nè. Quá vui. Ông chú đậu vô em trai. Rồi ha. Mấy cái rồi? Dạ em được một cái. Được một cái ha. Con anh là cái gì? Bước chân miền Tây. Ok rồi. Bước chân miền Tây mãi được. Ôi ơi, quá khứ rồi. Con cái này là bao lì xì hả em gái? Dạ. Có tiền trong đây không? Dạ, có luôn hả? Để cho ông gọi vô ban hương phước nha. Leo lên được không? Đây các bạn đang xin bùa. Dây những dây sợi dây màu đỏ gọi là dây bùa. Sau những tiếng hú còi đó là báo hiệu xe ngừng lại thì bà con túa lên để cho ông ban phước lành. Cũng rất là mắc cười bà con, một số em nhỏ rất là sợ ông, nhìn ông râu ria hì hòm á, mấy em khóc nhưng mà gia đình cũng cố gắng để được ông so đầu để mang lại sức khỏe và bình an, mong cho đứa bé sẽ học lớn lên, sẽ học giỏi thành tài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên cạnh việc xin lộc cũng như là xin sự may mắn của ông thì bà con nơi đây họ còn có nghi lễ đó là cúng tống. Cái bàn hương án để đốt chưa gì hai, đốt chưa? Tống chưa? Dạ. Năm nay cầu mong điều gì? Cầu mong mua hay bán thích. Dạ. Gia đình thượng lỗ bình an. Dạ. Từ trai tới gái. Được sức khỏe, sức khỏe đi. À. Hiện tại là dịch bệnh quá trời, mong ông năm nay đuổi hết mấy con Covid đi luôn. Dạ. Dạ. Giờ đang chờ ông qua ha. Dạ, dạ, rồi dạ. Chờ ông so vào hai chai nước suối. Dạ. Dạ dạ, rồi chúc cô sức khỏe luôn nha. Sức khỏe bình an mua may bán đắt. Dạ. Hoạt động nghinh ông của thành phố Châu Đốc cũng giống như là một cái lễ, giống như một ngày Tết của bà con nơi đây. Phải nói là ai cũng háo hức. Hello hello. Đứng chờ ông tới nè phải không? Chờ. Chờ ông tới đặng đưa cái đầu vô trong so một cái ha. Ông trai vô được, ông so đầu chưa? So đầu chưa? So đầu chưa? Cái anh của anh là cái gì? Hả cái anh chú là cái gì? Rồi, đang quay phim hả? Rồi rồi, làm YouTuber luôn ha. Bước chân miền Tây hồi lâu biết chứ. Quá trời đông rồi. À, bên cạnh lễ nghinh ông thì có hoạt động là cho nước suối. Dạ cho con một chai cô ơi, cảm ơn cô nha. Ở đây là người bà con người ta cho nước suối miễn phí nha. À. Rồi những chiếc xe này sẽ đi theo xe của ông để phát nước suối cho bà con. Các bạn trẻ của thành phố Châu Đốc cũng rất là hăng hái làm cái công việc này đó bà con. Rồi ở đây người ta đốt cúng tống bằng luôn cái motor luôn à. chơi lớn luôn. Năm nay chơi lớn luôn ha. Cô chuẩn bị chờ ông so vào chai nước đúng không? Mà cô biết không? Cô biết ý nghĩa so vào chai nước không? Ông so vào thì tượng trưng này là chai nước thiên, ban phép lạ vô đây là may mắn, ban lộc. À để mình về mình dùng á. Thấy cô? Được rõ chưa? Dạ dạ. Bởi ai cũng phải tranh vào cho ông so vào cái chai nước như thế này nè. À, có nghĩa là ban nước thiên của ông á, nước gọi là nước thiên, nước trời đó. Nước trời. Dạ. Nước trời đó. Cô ở đâu? Tây Ninh. À mấy cô mấy chị ở Tây Ninh hả? Hèn gì bởi không có. Dạ dạ. Rồi làm sao mà cô biết cái lễ hội ở đây mà cô đi? Hay là cô đi miếu bà rồi? Mấy người chùa á. À mấy người đồng hành hương người ta đi rồi nhân cái ngày này người ta ghé qua đây cho mình xem luôn ha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn trời, chúc cô sức khỏe nha. Rồi cô chen lọt không? Lỡ đó chen kìa. Đông dữ lắm. Dạ. Chứ nó cô lại gần ăn cái câu đưa chai lên cho ông. Và cứ thế đoàn xe của ông sẽ dạo quanh núi Sam một vòng. Và cuối cùng điểm đến cuối đồng đó chính là Miếu Âm Nhơn, nơi xuất phát ban đầu của ông. Thì nghi thức cuối cùng là ông sẽ gom tất cả những vong linh ma quỷ trên đường ông đi, qua những cái đoạn mà ông đứng ông múa đao và những cái hành động tay của ông quơ qua bên trái, quơ qua bên lại, bên phải, có ý nghĩa là thu gom và thu phục tất cả các vong hồn ở khu vực ông đi, đem về miếu và nghe theo nghi thức thì sẽ bỏ vào một cái hũ, và sau đó đến 12 giờ đêm là sẽ giống như là làm phép để cho những cái vong linh này được siêu thoát. Và có một điều rất là đặc biệt luôn mà khiến tất cả những người dân ở đây phải tin tưởng ông. Ông khi ông đi đến đâu mà ông dậm chân tại chỗ, ông không muốn đi, ông đứng lại, ông cứ dậm chân mãi, có nghĩa là nơi đó có vong hồn hay là những phần âm rất là nhiều. Ông phải đến ngay cái ngôi nhà đó để ông múa giỏ để trừ tà và ông mới đi được. Thậm chí bảo vệ lôi ông đi, ông vẫn không đi. Đó phải nói là một sự nghiêng về tâm linh mà bà con không thể nào mà phủ nhận được. Ôi, quá mệt rồi bà con ơi. Có lẽ bức tranh miền Tây sẽ kết thúc clip lễ nghinh ông của thành phố núi Sam năm 2022 đến đây nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã xem, nhớ like đăng ký kênh mình ủng hộ cho bức tranh miền Tây cũng như anh Châu Tùng Vlog. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con ở những tập tiếp theo.